Sáng ngày 15 tháng 12 tại thành phố Kon Tum, Hội Khuyến học Việt Nam cụm 6 gồm 9 tỉnh, thành phố Đắk Nông, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022. Dự và chủ trì hội nghị có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, trưởng cụm thi đua số 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc. Trong năm 2022, Hội Khuyến học các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã làm tốt vai trò nòng cốt, vận động phối hợp, liên kết với các ban ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học có điều kiện vươn lên trong học tập và khen thưởng học sinh sinh viên đạt giải cao qua các kỳ thi. Tại tỉnh Kon Tum, Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng. Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, củng cố kiện toàn phát triển tổ chức hội và hội viên. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, như tiếp tục thực hiện các chương trình đề án của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng đơn vị học tập, triển khai kinh phí hoạt động và bố trí cán bộ phù hợp với địa phương, nâng cao chất lượng công tác khuyến học. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam trao hỗ trợ Quỹ Khuyến học các tỉnh 1 tỷ đồng để tặng học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.